Top 5 xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Sáng ngày 15 tháng 9, Yamaha đã giới thiệu tại thị trường Việt Nam mẫu xe Exciter mới với 4 phiên bản các bạn nha. Tiêu chuẩn với giá bán là 48 triệu đồng, cao cấp 51 triệu đồng. Phiên bản phanh ABS với giá là 54 triệu đồng và phiên bản GP giới hạn giá 55 triệu đồng các bạn nha. Dù Yamaha Việt Nam gọi Exciter 2024 là một phiên bản hoàn toàn mới, nhưng trên thực tế nó giống với một cái phiên bản nâng cấp giữa vòng đời mà thôi. Lý do ở đây bởi không nâng cấp quá nhiều và thay đổi đáng kể về mặt thiết kế khung gầm, động cơ của xe hay các cái tính năng trang thiết bị tiện ích khác, mà về mặt thiết kế của xe chỉ thay đổi phần mặt nạ phía trước này và yếm trước của xe mà thôi. Trong khi các phần khác vẫn giữ nguyên lại, các bạn có thể nhìn và so sánh giữa phiên bản cũ và phiên bản mới để có thể đưa ra cái cách nhìn nhận là khách quan nhất các bạn nha. Mình đăng lên rất nhiều video thì thấy rằng rất nhiều bạn đưa ra những lời chê nhiều hơn là lời khen cho cái mẫu xe mới lần này. Nhưng phải công nhận một điều là phiên bản mới lần này với những màu sắc rất nổi trội, đẹp, ấn tượng, hợp xu hướng luôn. Hiện tại thì mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản năm 2024 sở hữu kích thước chiều dài là 1975mm, chiều rộng là 665mm và chiều cao ở mức là 1105mm. Chiều dài cơ sở của xe 1290mm. Cùng với đó, chiều cao yên vẫn giữ ở mức là 795mm. Và khoảng sáng gầm xe là 150mm. Bản tiêu chuẩn thì nặng 119kg, trong khi đó bản cao cấp nặng 121kg và nặng nhất là bản phanh ABS nặng 123kg. Thay đổi thứ hai chính là hệ thống phanh chống bó cứng ABS cùng với cùng phanh 2 piston. Trong khi đối thủ Honda Winner X thì cũng đã dùng phanh ABS từ rất lâu rồi, nhưng chỉ trang bị ngàm phanh 1 piston mà thôi. Đường kính phanh đĩa trước của xe cũng được nâng lên trên những phiên bản phanh ABS các bạn nha, là 267mm so với những phiên bản không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS là 245mm. Phanh phía sau vẫn dùng phanh đĩa không ABS, kích thước mâm là 17 inch và vẫn tiếp tục được sử dụng lốp không xăm. Cái nội dung này thì vẫn tương tự. Kết hợp với đó, những điểm tương tự giống như phiên bản của năm 2023 mình có thể kể đến để các bạn có thể tham khảo như sau. Động cơ vẫn là loại xi lanh đơn SOHC, dung tích 155,1cc, công suất 17,7 mã lực, mô men xoắn là 14,4 Nm, hộp số 6 cấp độ. Các công nghệ trang bị thừa hưởng từ mẫu xe ICF R1 như bộ ly hợp này, 4 bản đồ đánh lửa tùy biến theo cấp số, cò mổ dạng trượt phủ carbon dạng kim cương, tăng góc phun và số lỗ phun xăng tương tự như đời cũ thôi. Các tiện ích đáng chú ý thì cũng vẫn tương tự như đồng hồ Full LCD, công tắc ngắt động cơ, đèn khẩn cấp, đèn xin vượt, chìa khóa thông minh Smart Key và ổ sạc 12V. Bình xăng dung tích vẫn là 5,4 lít, giúp xe có thể chạy được xấp xỉ là 265 km cho mỗi lần đổ. Và đây chỉ là lý thuyết thôi các bạn nha. Còn tùy vào điều kiện địa hình khác nhau thì nó cũng sẽ có những mức ăn xăng khác nhau. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình trong thời điểm hiện tại là như vậy. Nói tóm chung lại một điều là ở phiên bản mới lần này không thay đổi quá nhiều và mình nghĩ nó chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời thì nó sẽ phù hợp hơn. Với cái nội dung nó là ông vua mới trở lại hay là phiên bản hoàn toàn mới trở lại. Về mặt thiết kế thì chỉ thay đổi ở phần mặt nạ và yếm trước của xe thôi, cũng như ở một số phiên bản thì được nâng cấp lên hệ thống phanh chống bó cứng ABS và cái đường kính đĩa phanh được nâng lên một chút so với những đường kính đĩa phanh không được trên hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà thôi. Còn lại mọi thứ trên xe đều tương tự. Giá thành thì tăng lên, tiêu chuẩn cũng đã tăng lên 48 triệu, cao cấp 51 triệu, ABS 54 triệu, GP và giới hạn là 55 triệu. Thường cao lên vào khoảng tầm từ 1 đến 3 triệu so với phiên bản của năm 2023. Và khi về đại lý thì mình tin chắc chắn rằng mẫu xe Exciter phiên bản 155 này sẽ giữ nguyên mức giá bán khi mới về đại lý. Và hiện tại cái chương trình áp dụng hỗ trợ 5 triệu gửi đến các bạn nhé, tặng 5 triệu thì vẫn đang áp dụng cho những cái mẫu xe cũ thôi. Còn phiên bản mới này là không có cái chương trình đó. Nên nhiều bạn chắc chắn sẽ để tâm để ý hơn tới phiên bản cũ của năm 2023, trong khi giá bán của nó cực kỳ ok. Mình thì mình tin rằng các bạn mà đi đường thành phố bình thường, ví dụ đi khoảng tầm 50-60 km/h, thích những trải nghiệm mới, màu sắc mới, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản của năm 2023 cũng cực kỳ ok. Giá bán hiện tại cũng chỉ đâu đó vào khoảng tầm từ 43 cho tới 46 triệu thôi, sau khi đã trừ toàn bộ những cái phí rồi các bạn nha. Để các bạn lưu ý cho mình như vậy, giá bán đã bao gồm thuế VAT và chỉ chưa bao gồm đăng ký, đấy là từ đại lý Yamaha Mạnh Đạt ở tỉnh Lai Châu mình. Còn các đại lý khác trên cả nước thậm chí khu vực miền Nam, giá bán cũng đang cực kỳ ok, rất rẻ luôn, chỉ từ 42 đến 44 triệu mà thôi cho mẫu xe Exciter phiên bản 155 trang bị hệ thống van biến thiên VVA của năm 2023. Còn năm 2024 thì chắc chắn một điều rằng khi mới về đại lý giá bán nó sẽ vẫn giữ nguyên và không có bất cứ một cái chương trình gì cả, khuyến mại gì cả với cái mẫu xe này. Đến thời điểm hiện tại là chưa có các bạn nha. Và chúng ta cùng nhau chờ đợi khi về đại lý mình sẽ có một cái video cụ thể nói về giá bán cụ thể của mẫu xe và quay chi tiết so sánh không riêng gì với dòng xe phiên bản Exciter 155 cũ mà có thể là Exciter 150, thậm chí kể cả đối thủ là dòng xe Honda Winner X hay kể cả dòng xe Satria Rider, mình sẽ quay để so sánh để các bạn có thể nhìn ngắm và đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho ok nhất, sáng suốt nhất và phù hợp nhất các bạn nha. Có thể nói một điều, đây cũng là một cái bước đột phá thôi. Tuy biết rằng là không thay đổi quá nhiều nhưng mình nghĩ rằng cũng rất là ok, bởi Yamaha thì luôn trau chuốt và bởi những cái màu sắc thể thao phong cách. Một mẫu xe nhưng có tới 3 đại diện, đại sứ thương hiệu liền, bao gồm có ca sĩ Mono này, rồi tay đua này, Fabio này và một cầu thủ là cầu thủ Tiến Linh nha các bạn nha. Nó hòa trộn với nhau hết tất cả các cái nội dung để trải nghiệm cho một cái mẫu xe Exciter, đặc biệt là hệ thống phanh chống bó cứng ABS của năm 2024 này. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình muốn chia sẻ nhanh thông qua video này so sánh cụ thể giữa hai mẫu xe phiên bản cũ và phiên bản mới 2023 và 2024 trên dòng xe Exciter 155 để các bạn có thể nhìn ngắm, đưa ra quyết định lựa chọn cho mình và trọn vẹn nhất các bạn nha. Có thể sẽ về sớm thôi. Theo như Yamaha Moto cho Việt Nam cho biết ấy, thì những cái mẫu xe được đưa về đại lý vào khoảng tầm ngày 20 tháng 9 này. Nhưng mình nghĩ đâu đó vào khoảng tầm 19, 18 gì đó là đã có xe rồi các bạn nha. Mình sẽ liên tục cập nhật để có thể gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất với mẫu xe mới này để các bạn có thể tham khảo được một cách chi tiết hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu mà các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.